Tin giáo phận Mỹ Tho, Hội đồng giáo mục Việt Nam hợp hội nghị thường niên kỳ thứ hai năm 2018 tại giáo phận Mỹ Tho. Ngày 24 tháng 9 năm 2018, giáo phận Mỹ Tho hân hoan chào đón quý đức cha về dự hội nghị thường niên của Hội đồng giáo mục kỳ thứ hai năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Đây là lần đầu tiên giáo phận được vinh dự lớn lao đón tiếp các giám mục ở ba miền đất nước đến dự kỳ họp này. Đón tiếp đầy đủ các giám mục có Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, cha tổng đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh và một số linh mục trong giáo phận. Lúc 18 giờ, các giám mục tập trung vào nhà hội để tham dự nghi thức chào đón. Đức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, phó tổng thư ký hội đồng giám mục, Trân trọng giới thiệu thành phần tham dự gồm có Đức Tân Khâm sứ tòa thánh, Đức Tổng giám mục Marek Chalewski, Đức Hồng y Ferró Nguyễn Văn Nhân, các Đức Tổng giám mục và các giám mục của 26 giáo phận. Mở đầu chương trình chào đón, Đức Tổng giám mục Dô-xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đọc diễn văn chào đón Đức Tân Khâm sứ và các giám mục. Tiếp đến Đức Tân Khâm Sứ phát biểu và trao thư giới thiệu khâm sứ mới của Đức Hồng Y Pietro Barolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cho Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lúc 20 giờ, Đức Giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên, chủ sự giờ chầu thánh thể tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho. Hội nghị thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ này diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 9 năm hai không trăm mười tám